Hôm nay tôi xin cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh phổi hậu COVID. Thực sự thì lúc trước thì tụi tôi làm ở phòng khám hậu COVID bệnh viện Đại học Y Dược thì số lượng bệnh rất là đông, một ngày có thể tới 300 bệnh, nhưng mà sau này thì còn khoảng 40 bệnh và giờ có thể phải dẹp cái phòng khám hậu COVID. Cho nên hôm nay thì tôi sẽ nói nhanh về cái chủ yếu tập trung vào bệnh phổi hậu COVID. Thì cái hậu COVID thì được định nghĩa đó là bệnh nhân vẫn còn triệu chứng hoặc là triệu chứng nó xuất hiện trở lại sau 3 tháng bị nhiễm COVID và mình không giải thích được lý do thì mình được gọi là hậu COVID. Và giống như thầy Bình nói, cái tần suất của hậu COVID là nó rất thay đổi tùy theo cái dân số chúng ta nghiên cứu rồi tiêu chuẩn chúng ta áp dụng là gì. Cho nên cho tới thời điểm này mình không biết là cái tần suất là bao nhiêu và nó cũng tùy theo thời gian. Sau khi những người dân được chích vaccine COVID thì cái tỷ lệ mà hậu COVID nó cũng sẽ giảm dần. Nhưng mà lúc trước thì họ ước tính sau 3 tháng là khoảng 10% bệnh nhân sẽ có triệu chứng hậu COVID. Và một khi đã có triệu chứng hậu COVID thì sẽ gây ra những cái gánh nặng rất là lớn, bệnh nhân có thể giảm chất lượng cuộc sống. Nhưng mà bệnh thì có, nhưng mà một cái điều là chúng ta vẫn chưa có một cái tiêu chuẩn khách quan nào để chúng ta chẩn đoán xác định đây là hậu COVID, rồi chúng ta cũng vẫn chưa có được một cái lưu đồ thống nhất để chúng ta làm xét nghiệm, rồi cũng chưa có những cái khuyến cáo điều trị dựa trên bằng chứng, bởi vì đây là một cái bệnh mới. Cho nên trong cái bài trình bày này thì tôi cũng chỉ đưa ra những cái gọi là những cái ý kiến riêng hay là những cái khuyến cáo mà theo ý kiến của chuyên gia là chủ yếu. Thì tần suất triệu chứng hậu COVID thì nó sẽ thay đổi tùy theo dân số, nhưng mà nếu mà nói về cái triệu chứng hô hấp á, thì thường là bệnh nhân sẽ khó thở. Thì sau 3 tháng thì cho một nghiên cứu gộp này họ thấy là khoảng 25% bệnh nhân sẽ còn khó thở và ho thì khoảng 8%. Nhưng mà theo thời gian thì cái tình trạng khó thở và ho nó sẽ giảm dần. Thì trong số khó thở và ho thì phần lớn là cấu trúc phổi bình thường, chỉ có một số ít là bệnh nhân có tổn thương ở cấu trúc phổi. Và cơ chế khả dĩ tại sao mà gây ra cái hội chứng hậu COVID thì có nhiều cái cơ chế. Thì có thể là người ta thấy là do cái bệnh tự miễn, do cơ thể mình nó sản xuất ra những cái chất chống lại những cái cấu trúc tương tự ở trong cái thành phần của virus COVID, hay là do tồn lưu thành phần của SARS-CoV-2, hay là có tình trạng đáp ứng miễn dịch dai dẳng, hoặc là có người thì nghĩ là nó có thể có tình trạng tái hoạt động của virus. Thì đây cũng chỉ là những cái cơ chế người ta đưa khả dĩ đưa ra chứ chưa được khẳng định. Đối với bệnh phổi thì có thể là bệnh nhân sẽ có triệu chứng là do có thể là thuyên tắc động mạch phổi, hay là bệnh nhân có thể là do viêm phổi tổ chức hóa thứ phát sau COVID, rồi có thể là do sơ phổi. Thì những cái nguyên nhân đó nó có thể gây ra cái triệu chứng ho, rồi bệnh nhân có thể bị khó thở, hoặc là nó sẽ có thể là nó sẽ bị chủ yếu là rối loạn về mặt chức năng, chứ còn cấu trúc của phổi nó vẫn bình thường. Thì đó là cái những cái cơ chế và những cái điều mà mình cũng vẫn chưa biết về cái hậu COVID. Thì khi mà bệnh nhân bị nhiễm COVID thì sau một thời gian thì chúng ta đánh giá lại, ví dụ sau 3 tháng mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì chúng ta phải nghĩ tới là có thể mắc hội chứng hậu COVID, thì chúng ta phải làm những cái xét nghiệm, có thể là chụp X-quang phổi rồi CT ngực rồi đo thăm dò chức năng hô hấp. Nếu mà ra được một chẩn đoán cụ thể thì chúng ta sẽ điều trị chẩn đoán cụ thể. Còn nếu mà không có một chẩn đoán cụ thể thì quy cho hội chứng hậu COVID, nếu mà tổn thương phổi thì chúng ta có thể là phải đa số là phục hồi chức năng. Còn một số hiếm trường hợp thì họ nói là sơ phổi nặng quá thì có thể xem xét ghép phổi, nhưng mà hiện tại tôi làm ở tại bệnh viện Đại học Y Dược hay những cái phòng khám khác ở thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn chưa có bệnh nhân nào mà phải có chỉ định ghép phổi. Cho nên thì chủ yếu là điều trị phục hồi chức năng và xem xét điều trị những cái bệnh mà tùy theo cái bất thường ở phổi là gì thì chúng ta sẽ điều trị như thế. Thì khi mà đánh giá bệnh nhân mà coi có hội chứng hậu COVID hay không thì chúng ta sẽ coi cái triệu chứng hô hấp, thường là bệnh nhân sẽ bị ho rồi đau ngực rồi khó thở dai dẳng và đặc biệt là nghe phổi có thể có tiếng ra nổ. Thì biểu hiện nó tùy theo cái bất thường gì ở trong phổi. Thì trong phần mô tả các trình bày cái ca lâm sàng thì các anh chị sẽ thấy những cái triệu chứng khác tùy theo cái rối loạn gì. Và khi mà đánh giá bệnh nhân hậu COVID là chúng ta phải loại trừ những cái bệnh đi kèm hay là những cái bệnh mà
trong chẩn đoán Việt, và ở Việt Nam mình tỷ lệ bệnh lao rất là cao, và cho có rất là nhiều trường hợp tôi thấy đánh giá trong phòng khám hậu Covid thì rất là nhiều bệnh nhân cuối cùng lại là bị lao phổi hay là lao hạch ở trung thắt, và do một thời gian bệnh nhân không có điều kiện đi khám, rồi do rối loạn miễn dịch và bệnh nhân tỷ lệ bệnh lao rất là cao, và thậm chí bệnh nhân có thể bị ung thư phổi được chẩn đoán trẻ hay là những cái bệnh phổi mô kẽ, và có rất là nhiều cái yếu tố. Và mình đánh giá mình phải coi là bệnh nhân trước đó đã điều trị Covid như thế nào, rồi có được tiêm ngừa vaccine hay không. Vậy thì cái tỷ lệ mà bị rối loạn ở tại phổi nó tùy thuộc vào bệnh nhân có tiêm vaccine hay không. Nếu có tiêm vaccine thì tỷ lệ sẽ thấp hơn, còn không thì cao. Bệnh nhân có thở máy hay không, như vậy thì nó có nhiều cái yếu tố ảnh hưởng và tùy theo cái thời điểm. Nếu mà bị chủng Delta thì bị nhiều hơn, còn sau này những cái chủng Omicron thì cái tỷ lệ nó rất là thấp. Như vậy nó sẽ thay đổi tùy theo cái thời gian, và làm những xét nghiệm thì tùy theo chúng ta phải khám lâm sàng, và chúng ta nghĩ tới những cái bệnh lý cụ thể gì chúng ta làm xét nghiệm đó. Ví dụ nếu nghĩ tới tình trạng là bị thuyên tắc động mạch phổi thì có thể phải làm D-dimer rồi chụp CT. Còn nếu mà nghĩ tới bệnh nhân bị viêm phổi tổ chức hóa thứ phát thì chúng ta cũng phải chụp X quang rồi CT rồi công thức máu CRP. Vậy thì nếu mà chỉ là rối loạn về mặt thông khí thì có thể là phải thăm dò chức năng thông khí. Như vậy thì bác sĩ phải khám lâm sàng và hướng tới cái nguyên nhân gì thì chúng ta mới làm cái xét nghiệm. Và nếu mà nghĩ tới những bệnh cần chẩn đoán phân biệt thì chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt. Thì đây là một cái phân tích gợp họ mới vừa công bố, thì coi thử bị trong số những bệnh nhân bị hậu Covid thì cái tình trạng rối loạn chức năng nó gây ra cái giảm sụt giảm cái khả năng khuếch tán khí CO qua màng phế nang và mao mạch như thế nào. Thì sau 6 tháng thì nghiên cứu này cho thấy là khoảng 39% bệnh nhân vẫn còn cái DLCO nó dưới 80%, sau 12 tháng là khoảng 31% có DLCO dưới thấp dưới 80%. Nhưng mà FVC thì tỷ lệ mà nó bị rối loạn thì nó sẽ thấp hơn, sau 6 tháng chừng 13% và sau 12 tháng thì khoảng 5% mà thôi. Cho nên nếu mấy anh chị mà chỉ thăm dò chức năng hô hấp đơn thuần bằng cách đo hô hấp ký thì mấy anh chị sẽ thấy là cái tình trạng bất thường nó rất là thấp. Nhưng mà nếu mà làm DLCO thì sẽ thấy bất thường cao hơn. Cho nên những bệnh nhân có triệu chứng khó thở mà không giải thích được thì mình có thể xem xét là đo DLCO. Còn nếu mà đánh giá về cấu trúc phổi bằng CT thì thấy rằng sau 6 tháng thì khoảng 36% bệnh nhân vẫn còn cái tình trạng là sơ phổi trên CT, và sau 12 tháng là khoảng 26%. Nhưng mà trong nghiên cứu này họ không nói là mức độ sơ phổi như thế nào. Thì đối với tụi tôi, những trường hợp mà sơ phổi ít thì có thể chấp nhận để bệnh nhân sống không cần phải can thiệp, còn nếu mà nặng thì chúng ta mới điều trị. Như đây là hình ảnh của một cái trường hợp là bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2. Tại thời điểm mới nhiễm bệnh thì chúng ta thấy chủ yếu là tình trạng là đông đặc, rồi kính mờ nó lan tỏa hai phế trường. Nhưng mà sau 10 tháng thì cái tình trạng mà kính mờ và đông đặc nó được thay thế bởi tình trạng sơ, biểu hiện là mình sẽ thấy là tình trạng nó bị giãn phế quản do cột kéo trên cái nền của tổn thương lưới. Nhưng mà mình nghĩ tới chuyện sơ là mình thấy có tình trạng là giãn phế quản do cột kéo. Đó là cái chẩn đoán về mặt hình ảnh học. Thế đây tôi minh họa một cái trường hợp là bệnh nhân nữ 53 tuổi, bệnh nhân bị Covid ở thời điểm mà cao điểm nhất ở Việt Nam vào tháng 7 năm 2021. Rồi tới tháng 12 bệnh nhân đi khám vì cái chuyện là bị đau ngực và có bị ho ra máu. Và chụp CT thì mình sẽ thấy là cái tổn thương nó đông đặc giống như là hình tam giác, nó chạy từ rốn phổi ra ngoại vi. Và cái kiểu này thì thường là bác sĩ sẽ nghĩ nhiều tới là một cái tình trạng viêm phổi, một cái tình trạng viêm phổi thì và được điều trị kháng sinh thường, nhưng mà tình trạng giống không được cải thiện, bệnh nhân vẫn còn đau ngực nhiều, rồi bệnh nhân vẫn chủ yếu là đau ngực và hầu như là không sốt, chỉ có một lần ho ra máu. Rồi sau đó thì được chụp CT ngực động mạch phổi thì coi có thuyên tắc động mạch phổi hay không, thì cuối cùng CT ngực là không có thuyên tắc động mạch phổi. Nhưng mà mình thấy trong cái vùng đông đặc thì rõ ràng mình thấy cái vùng hoại tử nó rất là nó nằm ở trung tâm, nó rất là rõ. Thì đây là một cái biểu hiện của tình trạng gọi là nhồi máu phổi sau Covid, và không có tình trạng thuyên tắc động mạch phổi, bệnh nhân có cái D-dimer nó tăng lên, mình làm xét nghiệm D-dimer và sau đó mình sẽ tiếp tục điều trị dùng thuốc kháng đông, trong trường hợp này là dùng rivaroxaban, rồi điều trị theo dõi theo thời gian là bệnh nhân sẽ được hồi phục sau 2 tháng. Vậy thì trong quá trình đánh giá bệnh nhân mà hậu Covid, mình sẽ coi bệnh nhân có thể gọi là bị nhồi máu phổi sau Covid do có tình trạng tăng đông của bệnh nhân.
Vậy thì khi mà điều trị hậu COVID thì cho tới thời điểm này vẫn chưa có một cái bằng chứng nào để mà điều trị tốt, cho nên mình điều trị như thế nào đó để tối ưu hóa chức năng phổi cho bệnh nhân, và mình phải giải thích kỹ cho bệnh nhân về cái tình trạng hậu COVID, và mình phải xác định cái mục tiêu điều trị. Có nhiều trường hợp là bệnh nhân kỳ vọng gặp bác sĩ là bệnh nhân phải bớt ho, bớt khó thở, nhưng mà có nhiều trường hợp mình biết rằng là bệnh nhân phải chấp nhận một cái tình trạng rối loạn nào đó và nó được hồi phục dần theo thời gian. Chỉ cần chúng ta giải thích kỹ bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân sẽ hài lòng và không phải làm nhiều xét nghiệm lung tung. Khi mà tôi ngồi ở phòng khám hậu COVID bệnh viện Đại học Y Dược, hầu như là rất là nhiều bác sĩ bệnh nhân được làm xét nghiệm, hơn 90% là tất cả các xét nghiệm bình thường, chỉ có một số ít là có tổn thương ở phổi mà thôi. Và khi mà điều trị thì chúng ta chủ yếu là xem xét là điều trị phục hồi chức năng rồi tăng cường cái sức đề kháng của bệnh nhân là chủ yếu. Còn nếu mà nghĩ tới tình trạng tăng đông thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc kháng đông dự phòng, thường tụi tôi sử dụng Rivaroxaban trong một thời gian ngắn, có thể 1 tháng, rồi có thể là nếu mà bệnh nhân bị viêm phổi tổ chức hóa thứ phát thì sử dụng corticoid methylprednisolone chừng 0,5 mg một ngày trong chừng 2 tuần lễ thôi, nó đáp ứng rất là tốt và chúng ta sẽ ngưng, không cần phải điều trị mà kéo dài giống như là viêm phổi tổ chức hóa vô căn. Và sơ phổi thì tôi cũng có một vài bệnh nhân có dùng cái thuốc kháng sơ nhưng mà nó vẫn chưa có cái bằng chứng. Ví dụ ở đây là bệnh nhân nữ 28 tuổi cũng nhập viện về khó thở, bệnh nhân bị COVID và thở máy, sau đó bệnh nhân vẫn còn khó thở kéo dài, nhập vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thì tôi cũng làm khoa nội trú bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thì trong trường hợp này thì bác sĩ chẩn đoán ảnh đọc cái phim phổi như thế này thì nghĩ rằng bệnh nhân là có tổn thương sơ, nhưng mà nhìn kỹ lại thì đây là những cái tổn thương đông đặc và kính mờ, nó lan tỏa cả 2 phế trường và tập trung chủ yếu ở vùng ngoại vi, thì có khả năng là bệnh nhân chỉ là một cái viêm phổi tổ chức hóa chứ chưa tới mức là sơ, tức là mình vẫn chưa có hình ảnh giãn phế quản do co kéo. Thì đối với những trường hợp này thì chúng ta chỉ cần điều trị là sử dụng methylprednisolone, có thể chỉ dùng sử dụng trong vòng nửa tháng rồi bệnh nhân được thở oxy, rồi điều trị tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, rồi sau đó bệnh nhân bớt khó thở và ngưng được oxy và tình trạng phổi nó cải thiện dần. Vậy thì đối với viêm phổi tổ chức hóa mình phải chú ý là nó sẽ rất là nhiều bệnh nhân sẽ xuất hiện sau COVID, và chúng ta cần phải điều trị bằng corticoid. Một bệnh nhân khác, bệnh nhân nam 64 tuổi là cũng bị nhiễm COVID vào tháng 5 2022, lúc này là cái chủng này là chủng Omicron, và tới tháng 8 thì bệnh nhân có lần bị ho ra máu ở một cái bệnh nhân được vào khám ở Đắk Lắk rồi được chụp phim X quang và CT, nghĩ rằng là bệnh nhân bị ung thư phổi nên chuyển khoa bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà bệnh nhân gặp bác sĩ phổi khám lại, tức là trước đó thì bệnh nhân đã được sử dụng kháng sinh mà vẫn không được cải thiện. Và trên cái CT thì ở đây là CT ngực có cản quang và mình thấy không có tình trạng thuyên tắc động mạch phổi và chỉ thấy có cái mảng đông đặc, và nhiều cái mảng đông đặc nó không chỉ ở một phổi mà ở cả 2 bên phổi. Ví dụ đây phổi bên phải bị cái kính mờ, rồi mảng đông đặc ở phân thùy trước của thùy trên phổi bên phải, rồi bên bên trái mình cũng thấy là nó ở phân thùy lưỡi của thùy trên phổi bên trái, nhưng mà cái đông đặc nó lại phân bố dọc theo bó phế quản mạch máu. Mình phải chú ý cái cách đông đặc, và nhìn ở phía sau cũng phân thùy đỉnh và của thùy dưới phổi bên trái cũng có cái tình trạng đông đặc với là tổn thương nhiều nơi. Thì trong những trường hợp này mình thấy là tổn thương đông đặc nhiều nơi và phân bố dọc theo bó phế quản mạch máu, thì một trong những dấu hiệu mình gợi ý tới đó là viêm phổi tổ chức hóa chứ không phải là cái ung thư phổi. Thì bệnh nhân này cũng được nội soi phế quản, rồi rửa phế quản làm vi trùng thường, rồi vi trùng lao, rồi nấm, tất cả đều âm tính hết. Nhưng mà nếu mà bác sĩ mà ghi chẩn đoán cho bác gửi cho bác sĩ giải bệnh thì làm cái rửa phế quản phế nang rồi sinh thiết xuyên vách phế quản, mà không nghĩ tới, không có ghi, bác sĩ chẩn đoán lâm sàng mà không không ghi là viêm phổi tổ chức hóa thì bác sĩ giải phẫu bệnh đọc sẽ không ra. Nhưng mà sau khi cái ca này thì gửi bác sĩ giải phẫu bệnh, họ chỉ đọc là viêm phế quản mạn tính mà thôi, nhưng mà khi mà hội chẩn là bác sĩ giải phẫu bệnh coi kỹ lại cái thành phần dịch rồi cái sinh thiết xuyên vách thì họ bác sĩ mới chẩn đoán là bị viêm phổi tổ chức hóa và thứ phát hậu COVID. Vậy thì chúng ta phải chú ý bác sĩ lâm sàng, không nếu mà những trường hợp mà nó không rõ ràng thì có thể hội chẩn với bác sĩ giải phẫu bệnh để mà chẩn đoán xác định cho bệnh nhân. Và bệnh nhân được điều trị bằng cái Metron 16 mg, là tức là 32 mg một ngày, rồi có thể là trong trường hợp này tôi sử dụng clarithromycin liều thấp giống như là một cái thuốc để điều hòa miễn dịch. Bệnh nhân được điều trị 2 tuần lễ thì sẽ không có còn ho rồi không khó thở, tức là bệnh nhân hoàn toàn bình thường và X quang phổi chụp lại thì tổn thương nó giảm một cách
đáng kể, tức là đây là một cái trường hợp viêm phổi tổ chức hóa thứ phát hậu COVID chứ không phải là ung thư phổi. Vậy thì chúng ta cần phải phân tích hình ảnh một cách cẩn thận, coi các kiểu tổn thương là gì rồi kết hợp với lâm sàng thì hướng tới cái nguyên nhân. Còn nếu không là chúng ta sẽ chẳng đoán làm là bệnh nhân này sẽ được chỉ định phẫu thuật để xác định cái chẩn đoán là gì. Một trường hợp khác là bệnh nhân 28 tuổi thì nhiễm COVID vào tháng 8 năm 2021, và lúc này bệnh nhân được thở máy ở tại Philippines rồi sau đó bị về Việt Nam và khám vào tháng 11 năm 2021 thì bệnh nhân chỉ bị khó thở khi gắng sức mà thôi. Thì cái CT vào tháng 12 thì mình chỉ thấy là cái tổn thương ở đây, mình thấy những cái mảng mờ nó nằm ở đỉnh phổi hai bên, và ở trong cái mảng mờ này thì mình sẽ thấy cái hình ảnh giãn phế quản do co kéo. Một khi đã thấy cái giãn phế quản do co kéo thì đây là cái tổn thương sơ và nó sẽ không thay đổi theo thời gian. Mình thấy là cái mảng mờ nó đỉnh phổi hai bên và chủ yếu ở phần trên đỉnh phổi hai bên, và nhìn ở trong đây thấy những cái nhánh phế quản nó bị giãn như thế này thì đây là một trong những dấu hiệu sơ. Như vậy mấy chị phải phân biệt là sơ là với lại đông đặc hay là kính mờ. Kính mờ thì dễ rồi, còn đông đặc mình thấy là nó chỉ một cái đám mờ và mình thấy không thấy hình ảnh của giãn phế quản do co kéo. Còn trong trường hợp mà trong đám mờ đó mà mình thấy hình ảnh giãn phế quản do co kéo, đó nghĩa là bệnh nhân đã chuyển sang là tổn thương sơ, và sơ thì nó sẽ không mắc theo thời gian, cho nên chúng ta cần phải chú ý. Thì cái ca này mình nhìn kỹ thì rất là nhiều cái chỗ mà phế quản nó bị giãn ở trong cái đám mờ, và bệnh nhân có chức năng hô hấp nó chỉ bị hạn chế nhẹ, thì chỉ cần giải thích cho bệnh nhân là bệnh nhân chấp nhận và bệnh nhân tiếp tục sống mà không cần phải can thiệp gì hết. Bởi vì cái tổn thương sơ thì thường là chúng ta sẽ điều trị nó không có cải thiện. Thì đó là những cái ca lâm sàng mà chúng ta thấy là COVID nó có thể gây ra nhiều chuyện, nhưng mà ngược lại COVID vẫn có thể gây ra những cái chuyện mà mấy chị không ngờ là nó lại giúp ích cho bệnh nhân. Ví dụ đây là một cái trường hợp nam 42 tuổi, thì trước đó là bệnh nhân bị ho kéo dài rồi khó thở khi gắng sức, khi bệnh nhân chơi bóng chuyền bị khó thở, không sốt, không đau ngực gì hết, và tôi chụp X quang phổi tôi thấy là cái đông đặc nó lan tỏa ở chủ yếu là ở thị trên hai bên, tức là tổn thương đông đặc rồi kính mờ ở hai bên. Rồi bệnh nhân được chụp CT phổi là mình ta thấy là chủ yếu là đông đặc rồi kính mờ hai cái phế trường, và bệnh nhân này có tổn thương rộng ở hai phế trường, nhưng mà nghĩa là cái triệu chứng hình ảnh học rất là nặng nhưng mà lâm sàng thì nó không tương xứng. Thì tôi sẽ nghĩ tới một cái bệnh gọi là bệnh nhiễm protein phế nang. Thì cái ca này được chẩn đoán nhiễm protein phế nang thông qua là phẫu thuật, là xác định nhiễm protein phế nang năm 2019. Bệnh nhân được rửa phổi toàn bộ hai lần nhưng mà tổn thương phổi nó vẫn không có hồi phục hoàn toàn, bệnh nhân vẫn tiếp tục còn triệu chứng. Nhưng mà tới cái tháng 7 năm 2021 thì bệnh nhân bị nhiễm COVID, và bệnh nhân trước đó cũng được tiêm vaccine ngừa COVID, bệnh nhân bị nhiễm COVID rồi chủ yếu là điều trị triệu chứng. Và tới tháng 2 năm 2022 một điều ngoạn mục xảy ra, bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng, chụp X quang lại mới chị thấy là tổn thương của nhiễm protein phế nang hầu như nó bay hoàn toàn, mới chị thấy chỉ còn có tổn thương rất ít ở cái vùng phổi ở bên trái. Như vậy thì COVID có thể nó gây rối loạn miễn dịch kiểu gì đó mà nó làm thay đổi bệnh nhân bị nhiễm protein phế nang, bây giờ là nó điều hòa miễn dịch như thế nào, bệnh nhân không còn cái tổn thương ở trên phổi và bệnh nhân này hiện có cuộc sống hoàn toàn bình thường. Vậy để cho mấy chị thấy là nó có những mặt trái nhưng vẫn có những mặt tốt, cho mọi nghĩ tới COVID là đều là những cái mặt mặt trái hay là nó sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Vậy thì để kết luận lại, mấy chị thấy là cái số lượng bệnh nhân hậu COVID thì lúc trước người ta nghĩ rất là nhiều nhưng mà dần dần theo thời gian thì nó giảm đi rất là đáng kể, và cái cơ chế thì chưa có rõ ràng và cái triệu chứng thì không có đặc hiệu, đặc biệt là ở tại phổi. Mình phải khám lâm sàng kỹ rồi hỏi triệu chứng kỹ, hướng tới cái nguyên nhân gì thì mới cho cái chỉ định xét nghiệm tùy theo cái nguyên nhân đó, và điều trị cũng tùy theo cái nguyên nhân. Cho tới thời điểm này vẫn chưa có những bằng chứng cụ thể để điều trị như thế nào, cho nên là thường là tụi tôi sẽ suy diễn từ những bệnh đã biết. Ví dụ mình biết là bệnh nhân bị viêm phổi tổ chức hóa thứ phát thì tôi sẽ suy diễn từ viêm phổi tổ chức hóa vô căn, điều trị bằng corticoid rồi sau đó bệnh nhân cải thiện
hiện, nhưng mà không có cần phải kéo dài corticoid. Còn nếu mà thuyên tắc động mạch phổi hay là nhồi máu phổi thì tụi tôi điều trị giống như những trường hợp mà thuyên tắc động mạch phổi hay nhồi máu phổi thông thường. Thì còn đối với sơ thì có thể là thường là nếu mà ít thì chúng ta chỉ cần theo dõi, và nếu mà nặng nề thì có thể xem xét sử dụng thuốc kháng sơ, nhưng mà vẫn chưa có cái bằng chứng. Thì tôi cũng có một bệnh nhân là sử dụng thuốc kháng sơ thấy nó hồi phục, nhưng mà có thể đó là hồi phục do tự nhiên chứ không phải là do thuốc kháng sơ. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết rồi. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.